Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 1, câu 19 đến câu 28. Và đây là lời chứng của ông Gioan, khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô." Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Elia không?" Ông nói: "Không phải." "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?" Ông đáp: "Không." Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?" Ông nói: "Tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị ngôn sứ?" Ông Gioan trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quay dép cho người." Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến, ngay trong phần dẫn nhập của sách Tin Mừng Gioan, Thánh Sử đã giới thiệu cho chúng ta biết mục đích của cuộc đời trần thế của Gioan tại giả qua những lời sau: có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Như vậy, sự sáng chính là Đấng Cứu Thế, và sứ mạng của Gioan là làm chứng về Đấng Cứu Thế, để mọi người nhờ ông mà tin vào Chúa Giê-xu để được cứu độ. Trong đoạn tin mừng hôm nay, có thể nói Gioan đã thực hiện sứ mạng này một cách trung thành và hoàn hảo, khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy Lê Vi đến hỏi Gioan rằng ông là ai, thì Gioan đã tuyên bố thẳng thắn: "Tôi không phải là Đấng Kitô." Chúng ta nhớ, vào thời Gioan tẩy giả xuất hiện, dân chúng đang trong hoàn cảnh làm nô lệ cho ngoại bang, cho nên ai cũng nóng lòng mong đợi sự xuất hiện của một vị cứu tinh có thể làm thay đổi vận mệnh đất nước của họ. Bởi đó, khi Gioan xuất hiện với lời rao giảng hùng hồn và làm phép rửa để kêu gọi sám hối, khiến người ta từ khắp các vùng miền tuôn đến với ông. Và vì thế, có nhiều người đã nghĩ Gioan là Đấng Cứu Thế. Thế nhưng, Gioan tẩy giả quả thực đã cho tất cả chúng ta một bài học trung thực về chính cuộc đời của ông. Ông không thừa nước đục thả câu để gây ảnh hưởng trên dân chúng và tạo lập uy tín cho riêng mình. Nhưng ông can đảm nhìn nhận rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô." Và rồi, để xác định vị trí của ông đối với Chúa Giê-xu, Gioan đã nói tiếp: "Tôi là tiếng người hô trong hoang địa, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi." Và khi phải so sánh mình với Chúa Giê-xu, ông khiêm tốn nhìn nhận: "Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.
người sẽ đến sau tôi, và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Chúng ta thấy Gioan hoàn toàn không nói gì về mình, mà ông chỉ nói lên mối tương quan của mình đối với Chúa. Ông chính là người đi trước để dọn đường, chuẩn bị lòng dân và để làm chứng mà thôi. Như một người phát ngôn trung thành, Gioan không tự đề cao mình, nhưng chỉ muốn cho người ta nhận biết Đức Kitô là ai. Và đó cũng chính là sứ mạng của mỗi người chúng ta trong tư cách là những Kitô hữu. Chúa Giêsu đã đến trần gian rồi, và người đã hoàn thành sứ mạng cứu chuộc nhân loại. Thế nhưng vẫn còn biết bao nhiêu người chưa tin nhận người để lãnh nhận ơn cứu độ. Đó phải là thao thức, là sứ mạng và bổn phận của mỗi người chúng ta hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, noi gương Thánh Gioan tại giả, xin cho chúng con luôn hăng say loan báo cho mọi người biết về Chúa và về tin mừng bằng một đời sống chân thật của mình. Vì chưng, từ khi biết loại bỏ sự giả dối ra khỏi đời sống, chúng con mới minh chứng được rằng chúng con đang có dầu Thánh Thần, thư như thư thứ nhất của Thánh Gioan đề cập. Phần anh em, dầu mà anh em đã lãnh nhận từ Đức Kitô, dầu dạy sự thật chứ không phải sự dối trá, sẽ ở lại trong anh em. Amen.